ai sợ chết cũng đều quyết chí hết tâm. Đừng quá tin vào điều gì, hãy sẵn sàng với mọi tình huống, thậm chí là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nên nhận biết sớm việc đang xảy ra. Nói, nếu không sẽ mất quyền lợi. Sống ở đời phải có sự chắc chắn, đừng giỡn khi bạn đang diễn. Ngày nào còn thiếu dũng cảm là ngày đó còn phải hối hận. Chúng ta giống nhau, chúng ta không hoàn toàn xấu xa. Chỉ có sự khác biệt vào từng thời điểm biến chúng ta thành kẻ thù của nhau. Muốn cây mọc thì hãy đem nó ra ngoài ánh sáng. Đừng giữ hạt giống đó mãi trong lòng nếu bạn không muốn nó trở thành tiểu tốt. Có hai nguyên tắc để khẳng định bạn đã trưởng thành là làm đến đâu chắc đến đó và có năng lực chịu trách nhiệm. Gặp khó khăn, dừng lại, bạn mãi là con trẻ. Gặp khó khăn, vượt qua, bạn sẽ trưởng thành. Hầu hết mọi người đều mê sách, nhưng họ đã quên viết cuốn sách của riêng mình. Hoa vương theo nắng, người cần sĩ danh. Nguy hiểm nhất là việc người ta không biết mình đang chìm đắm. Sử dụng nguồn lực tối thiểu để tạo ra nguồn lợi tối đa. Biết mới dũng, nỗ lực đến cùng khi đã rõ con đường. Bạn sẽ lớn, nhưng tại sao không tự lớn? Đừng để cuộc sống ép buộc bạn phải lớn. Đôi khi, những ngày đã qua, những ngày thảnh thơi là những ngày ta phí phạm nhất. Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn trước khi bạn kịp nhận ra sự hoàn hảo của nó.